Và đó lý do tại sao chúng ta cần phải là thực hiện thanh lọc lá gan. Như chị biết là giống như một cái bình trà, và mỗi ngày chứ không, những cái độc tố, những cặn lắng nó khắn vào ở trong cái bình trà, thì mỗi ngày nó càng vàng đi, thì chúng ta sao sử dụng nó không còn một cách hiệu quả. Gan chúng ta cũng vậy, nếu mà độc tố càng ngày càng nhiều thì chức năng gan nó sẽ bị kém đi, và nó sẽ không thể thực hiện một cách hiệu quả, và thậm chí nếu đến đi tổn thương tế bào gan, và cùng yếu tố thuận lợi khác thì sẽ gây tình trạng là xơ gan và ung thư gan. Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể thanh lọc cái lá gan chúng ta? Thì chúng ta có thể thanh lọc lá gan chúng ta bằng những biện pháp sau đây. Chào mừng các anh chị đã quay lại kênh YouTube của Thạc sĩ bác sĩ Phan Anh Tuấn. Tiếp theo của chủ đề ngày hôm nay về chủ đề bệnh lý gan mật thì Tuấn sẽ chia sẻ với chị là tại làm sao mà chúng ta cần phải thanh lọc lá gan của chúng ta. Nhưng chị biết là gan là một cơ quan rất là lớn, là một cái tạng lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Nó nằm ở dưới sườn bên phải, trọng lượng nó gần khoảng là 1,5 kg chị nhá. Và nó thực hiện rất là nhiều cái chức năng mỗi ngày. Một tế bào gan hàng ngày thực hiện khoảng 500 chức năng gan khác nhau. Và tổng cộng là chia làm 4 cái nhóm chức năng. Như tôi biết là tổng hợp, tức là sao? Nó tham gia vào quá trình tổng hợp cái chất đạm nè, và cũng như là những cái chất mà yếu tố đông máu của cơ thể chúng ta. Thứ hai là nó dự trữ chất đường mà chúng ta ăn dư thừa ở dạng trong gan, đó tên là glycogen. Cũng giống như là nó dự trữ những cái vitamin mà nó có tan ở trong là trong chất béo, nó là vitamin A, D, E và K. Ngoài ra thì gan nó tham gia vào quá trình là bài tiết cái mật, nha chị nhá. Và một cái vai trò rất là quan trọng của gan, nó chính là đào thải độc tố. Như chị biết là hàng ngày là gan nó tham gia đào thải độc tố bằng cách nào á? Vì mọi cái chúng ta ăn vào á, cũng như chúng ta uống vào, nó đều đi qua cái đường ruột chúng ta, và sau đó nó đi vào một cái tĩnh mạch gọi là tĩnh mạch cửa, và nó vào trong gan. Hầu như là mọi cái chúng ta ăn vào uống vào nó đều đi qua vào trong gan, và gan nó chính là cơ quan đầu tiên để mà thực hiện việc là đào thải các độc tố. Cũng giống như là chúng ta uống thuốc vậy nha. Những thuốc thì biết bao giờ nó cũng có những cái tá dược và những chất đi kèm á, thì gan nhiệm vụ là nó lại giữ lại những hoạt động của những cái chất cần thiết của thuốc, và nó đào thải đi những chất có hại. Và mỗi ngày như vậy á, gan nó tích tụ rất rất là nhiều cái hóa chất. Mà chỉ biết không, hầu như là chúng ta không có một cái xét nghiệm nào, cũng giống như là không có một cái chẩn đoán hình ảnh nào để có xác định được là gan có tình trạng là ứ động những cái độc tố trong cơ thể chúng ta hay không. Nhưng mà thông qua quá trình là thực hành lâm sàng hàng ngày là tôi thường thấy rằng những biểu hiện của gan nhiễm độc tố mà chúng ta không phát hiện qua những xét nghiệm đó chính là những biểu hiện gì không? Ở trên da thường là gan là bào thải độc tố qua đường tiêu hóa hoặc là đường nước tiểu. Nhưng mà khi mà gan nó yếu đi hoặc là thực hiện chức năng không tốt thì nó thải ra da. Và đó rất là nhiều trường hợp mà chúng ta cứ nghĩ là bệnh lý đó là thuộc về da liễu, và chúng ta cứ điều trị theo cái hướng đó và cuối cùng vẫn không hiệu quả. Và đó lý do tại sao chúng ta cần phải là thực hiện thanh lọc lá gan. Như chị biết là giống như một cái bình trà, và mỗi ngày chứ không, những cái độc tố, những cặn lắng nó khắn vào ở trong cái bình trà, thì mỗi ngày nó càng vàng đi, thì chúng ta sao sử dụng nó không còn một cách hiệu quả. Gan chúng ta cũng vậy, nếu mà độc tố càng ngày càng nhiều thì chức năng gan nó sẽ bị kém đi, và nó sẽ không thể thực hiện một cách hiệu quả, và thậm chí nó đến đi tổn thương tế bào gan.
và cùng yếu tố thuận lợi khác á, thì sẽ gây tình trạng là xơ gan và ung thư gan. Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể thanh lọc cái lá gan chúng ta? Thì chúng ta có thể thanh lọc lá gan chúng ta bằng những biện pháp sau đây. Thứ nhất là chúng ta cung cấp rất là nhiều cái vitamin cũng như là những dưỡng chất thực vật. Các chị biết là vitamin, đặc biệt là vitamin A, vitamin C, vitamin E là những vitamin có vai trò chống oxy hóa, có tác dụng là bảo vệ lá gan cũng như là đào thải cái độc tố ở trong gan ra bên ngoài. Đồng thời những dưỡng chất thực vật á, là nó có trong các loại rau, củ quả và nó tạo nên màu sắc của các loại thực vật á, thì nó có vai trò là cho chống oxy hóa và đào thải độc tố ở gan ra bên ngoài. Vậy chúng ta có thể ăn những thực phẩm là rau củ quả tươi, rất là nhiều loại khác nhau, đầy đủ là màu sắc khác nhau, mỗi ngày một cách đều đặn như vậy. Hoặc là chúng ta có thể dùng những sinh tố xanh từ các loại rau củ quả đó. Cái thứ hai á, là chúng ta có thể dùng cái cà phê hữu cơ. Ngày hôm nay người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng cà phê hữu cơ thông qua việc chúng ta thực hiện thanh lọc đại tràng á, thì cà phê hữu cơ nó sẽ đi vào trong gan và nó thực hiện kích hoạt cái gan, sản xuất ra một cái men nó tên là glutathione estrangeferase, chứ không, đó là một cái men là chống oxy hóa cực mạnh mà nó được chỉ sản xuất ra ở gan. Và khi mà cái men được sản xuất ra thì nó giúp chúng ta phòng ngừa những bệnh tật cũng như là chống cái lão hóa. Và cái men này được ứng dụng rất là nhiều ở trong những điều trị và cũng như là phòng ngừa gọi là lão hóa. Và cuối cùng á, là chúng ta dùng biện pháp là nhịn ăn. Ở đây nhịn ăn là có khoa học rồi nha. Chúng ta trong những ngày chúng ta nhịn ăn là chúng ta tránh đưa vào trong lá gan chúng ta những thực phẩm gây hại cho tế bào gan chúng ta. Và đó gọi là nhịn ăn cách quản. Nó khác với là cái bỏ đói. Tức là khi mà chúng ta bỏ đói là chúng ta không biết sau khi chúng ta bỏ đói chúng ta thì chúng ta sẽ ăn cái gì. Còn nhịn ăn cách quản là chúng ta khi nào chúng ta cần nhịn ăn và sau khi nhịn ăn thì chúng ta phải ăn một cách đầy đủ và đa dạng các loại thực phẩm có lợi cho tế bào gan. Thì đặc biệt là chúng ta hãy cung cấp những thực phẩm nó đến từ thực vật thì nó là rất là có lợi cho tế bào gan của chúng ta. Vâng, nếu anh chị thấy video này hữu ích thì anh chị hãy vui lòng share cho những người bạn, người thân của mình. Và anh chị hãy nhớ bấm vào nút đăng ký bên dưới và vào nút quả chuông. Bạn sẽ là người nhận video tiếp theo sớm nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.